Chào anh chị nhé, hôm nay anh Minh sẽ dẫn anh chị xem một cái căn nhà với cái thông số như sau là 40 m² 3 tầng hướng Đông Tứ Trạch. Công năng của cái căn nhà này là có phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng thờ, sân phơi. Ban công thì rộng thoáng mát, ngõ là 2,5. Đấy. Thì vị trí là trung tâm thì nó là cát dài nhé anh chị nhé, sổ đỏ chính chủ. Giá cái con này thì là 2 tỷ 35. Giờ thì mình sẽ anh chị sẽ cùng anh Minh sàn Ano nhà đất 365 review xem căn này công năng kết cấu nó cụ thể như nào nhé. Cái thứ nhất là con này cổng ngõ đây anh chị nhỉ. Đấy, cổng ngõ nhé. Đấy. Bây giờ mình vào cái sân, để mình vào cái sân này. Đấy, cái sân nhỏ này để cái xe máy này, đây. Cái nhà này thì có một khoảng để sân đây. Đúng không nào? Đấy, thì bây giờ 40 m² 3 tầng thì cái phòng khách đây anh chị này. Cái phòng khách đây. Đấy, cái phòng khách đây, cái phòng khách này thì thiết kế khá là cao. Đấy, khá là cao anh chị nhá. Rộng. Đấy. 40 m². Đấy, thiết kế nhìn như thế này anh chị biết là nó thiết kế lệch tầng. Đây là bên này là vách tivi. Đây là kê bộ salon anh chị này. Đó, bây giờ mình đi vào không gian bên trong phòng bếp nhé. Đấy, từ cổng này vào phòng khách này, qua cầu thang này, thì dưới gầm cầu thang là một nhà vệ sinh này. Đấy, xong sau đó đến là không gian bếp này, tủ bếp này. Đấy, tủ bếp này thiết kế đây, bộ bàn ăn đây. Đấy, không gian bếp thì cái căn này thì thiết kế thì nó căn này thì nhìn với không gian như thế này thì nó là nở hậu anh chị nhé. Đấy, review cho anh chị là với 40 m² 3 tầng thì tầng 1 đấy thì là sân cổng anh chị nhìn thấy kia. Đấy, phòng khách đây, cầu thang đây. Đấy, gạch lèn thì vân đá anh chị nhé, vân đá đây. Đấy, nhà vệ sinh đây anh chị này, nhà vệ sinh đây. Đấy, nhà vệ sinh thì ở tầng 1 cũng khá là rộng anh chị nhé, đầy đủ công năng này. Đấy, đấy. Gạch ốp hết rồi nhé. Bây giờ mình sẽ review cho anh chị là lên trên tầng trên thì xem công năng là cụ thể là như thế nào. Đây anh chị nhé. Đây mình đứng trên cầu thang mình nhìn thấy phòng khách đây. Mình lên cầu thang đây. Thì cầu thang thiết kế thì bậc thang xoắn này, đấy, giật lên này, lan can thì bằng lốc này. Đó. Đây mình lên trên tầng lệch đây. Đây là mình đang đứng ở trên tầng lệch ấy, người ta có hay gọi là gác lửng đấy. Đấy. Thì cái với cái không gian thiết kế như này thì anh chị cũng để ý xem video thì anh chị cũng hình dung luôn là sau này mình mua nhà ấy thì với cái công năng thiết kế như thế này có cái gì đẹp, có cái gì hấp dẫn, có cái gì hay thì anh chị cũng học. Thì đây là cái phòng ngủ ở cái tầng lệch anh chị nhé. Thì phòng ngủ này cũng khá là rộng anh chị ạ. Đấy, cũng khá là rộng nhé. Đấy, thì gạch lèn rồi đã dán giấy tường rồi điều hòa rồi cửa sổ lấy gió lấy sáng này, trần trơn nhé anh chị nhé. Đó thì tầng lệch là có một phòng ngủ. Bây giờ mình lên trên tiếp của tầng 2. Cái tầng 2 thì thiết kế của cái căn này thì làm cái cầu thang thì nó hơi cao. Đấy, nó cũng khá là cao đấy anh chị ạ. Đấy, và người ta bố trí thiết kế công năng của cầu thang này thì là cầu thang thì thiết kế thì là từ tầng 2 cho lên tầng 3 thì là thiết kế cầu thang lắp ghép anh chị nhé. Đấy, chứ không phải cầu thang bê tông. Đấy, anh chị nhìn thế này, đá hoa cà anh chị nhé. Đấy, thì bây giờ mình lên trên tầng 2 đây. Đấy, tầng 2 thì thiết kế anh chị nhìn thấy là sẽ có là phòng ngủ phía trước của căn nhà và ban công này, và phòng ngủ phía sau của căn nhà và cạnh đó là nhà vệ sinh. Giờ sẽ review từng phần cho anh chị xem. Đấy, từ cầu thang ấy thì mình đi về phía cuối căn nhà ấy thì là có một cái phòng ngủ cho trẻ thì cũng đã thiết kế giường tầng, đấy, tủ quần áo, đấy, gạch ốp kín hết trần này, đấy, và cũng đã đóng trần này anh chị nhìn này, đấy, và gạch lên màu sẫm, gạch tường, đấy, trên này thì gạch tường. Thì đây là một cái nhà vệ sinh ở tầng 2 này, đấy, nhà vệ sinh tầng 2 nhỏ xinh đây, cũng thiết kế khá là sắc nét anh chị nhé. Với cái công năng là của cái căn nhà này thì sửa được như này, thiết kế được như này cũng khá là đẹp.
phòng ngủ phía sau của căn nhà thì anh chị qua cái phòng ngủ phía trước của căn nhà đây. Thì cái phòng ngủ này thì có cửa ra ban công, cửa sổ, cũng thiết kế trần đơn giản này. Đấy. À, gạch lèn màu vân gỗ màu sẫm này, cũng đã thiết kế là vách để tivi này anh chị này. Đấy, lên trên đây thì là cửa nhôm kính này anh chị này. Đó. Thì bây giờ mình ra phía ban công của cái phòng ngủ xem cụ thể sao. Đang đứng ở phòng ngủ phía trước của căn nhà, nhìn ra phía ban công khá là rộng. Đấy, ban công ở đây thì anh chị có thể là uống cà phê, chơi cây cảnh, chơi chim. Cửa ra ban công là cửa sắt, cũng đã thiết kế là tập thể dục thể thao, xà đơn xà kép đây anh chị này. Đấy, nhìn ra thẳng ngõ luôn anh chị này. Đó, cái ban công này khá là rộng anh chị nhé. Đấy, khá là rộng luôn. Đấy, thì công năng của cái tầng 2 này thì anh chị nhìn thấy là qua video là hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung. Đấy, lối vào nhà vệ sinh chung là theo hành lang cầu thang. Đấy, bây giờ mình lên trên tầng 3 thì với cái không gian lên trên tầng 3 thì cầu thang thiết kế lắp ghép là lên tầng 3. Đây, anh chị nhìn thấy này. Đấy, cầu thang lắp ghép nhé. Đây là mình đứng ở trên tầng 3 anh chị nhé. Đấy, mình đứng ở trên tầng 3 này. Lên trên tầng 3 thì nó có khoảng không gian thì làm phòng thờ này. Đấy, và có một cái phòng nhỏ này làm kho này. Đấy, anh chị nhìn thấy này. Và cái phần bên cạnh phòng thờ là ra ban công này. Và cái phần sân phơi ở trên tầng thượng đây thì cái phần sân phơi này cũng khá là rộng anh chị nhé. Đây phần sân phơi đây. Đấy, phần sân phơi đây. Đấy, cũng thiết kế là hàng rào rồi là chống trộm thoát hiểm ở trên tầng 3 đây. Cửa lốc anh chị nhé, cửa lốc. Đấy, và bây giờ mình xem là cái không gian trên phòng thờ này cũng khá là rộng luôn anh chị nhé. Đấy, trên tầng 3 này thì có không gian là sân phơi này, giếng trời của cầu thang đây anh chị này, nhìn xuống tầng này. Đấy, và đây là phòng thờ này anh chị này. Phòng thờ thì trước đây là một cái phần kho khu phụ, bây giờ người ta chuyển đổi thành phòng thờ đây. Đấy, và bên cạnh phòng thờ thì nó có cái phần ban công đây anh chị này. Ban công phía cuối của căn nhà thì căn này nở hậu, và đây có một cái ngõ nữa mà anh chị nhìn thấy chưa. Đấy, đấy là cái không gian của tầng 3. Thì cái căn này với diện tích là 40 m2, 40 m2, 3 tầng. Đấy, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng thờ, sân phơi, ban công. Đấy, về sân phơi trên tầng 3 thì khá là ok. Đấy, sân phơi thì không có điểm gì chê đúng không anh chị, với cái sân phơi này. Nhưng trên cái không gian của cái phòng thờ này thì nó cũng rộng, thế nhưng mà công năng thì với thiết kế kiểu này thì có cái gì đó là mình nhận xét tự bản thân anh chị đánh giá đúng không nào. Nói đến nhà thì mỗi nhà một kiểu, mỗi người một dáng vẻ. Đấy, thì cái căn nhà này thiết kế cầu thang như anh chị nhìn thấy đây thì là đá hoa cà. Cầu thang thì là từ tầng 1 lên tầng thượng là bê tông, còn từ tầng 2 mà lên trên tầng 3 thì là cầu thang lắp ghép mà thiết kế tay lốc này. Đấy, thiết kế tay lốc nhé anh chị nhé. Thì với cái công năng này anh chị xem là nó có phù hợp với bản thân mình không. Còn ở cái không gian cầu thang này thì anh chị cũng thấy là nếu mà cầu thang lắp ghép thì đi bao giờ nó cũng ồn phải không anh chị. Đấy, thế nhưng mà với cái diện tích 40 m2, với vị trí là trong trung tâm là cắt dài, mà có được cái căn nhà 3 tầng mà 40 m2 thì 3 phòng ngủ, phòng thờ, vệ sinh cũng đầy đủ công năng như thế này thì cũng là một cái điểm nhấn. Thì cái căn này thì nó có một cái cảm giác không gian là đủ không gian. Đấy, đủ chỗ để cho anh chị sử dụng như là phòng thờ, phòng ngủ, sân phơi, ban công. Đấy, có phòng cho trẻ, nhà vệ sinh cũng đầy đủ công năng, không thiếu gì cả. Đấy, nhưng xét về combo đồng bộ thì đây, vì là cái căn này là người ta cũng đã sửa chữa nên là có cái điểm nhấn nhưng cũng có cái nhược điểm của nó đúng không anh chị. Thì cái với cái con này thì diện tích rồi là về không gian, thì cái cầu thang thì
gia chủ cũng sáng tạo lại để làm sao cho nó phù hợp với công năng ở. Thì cái cầu thang thì người ta thiết kế là bằng lốc tất đấy, và vì cái căn nhà tầng 1 thiết kế nó hơi cao nên cái bậc thang này đi nó cũng khá là tạo điểm nhấn đấy. Vì đây không phải là nhà mới nhà sửa nên là với cái công năng như thế này cũng khá là phù hợp, đúng không? Ở tầng lửng ấy thì có phòng ngủ đây anh chị này, cũng có cửa sổ lấy gió lấy sáng này, và cửa mở ra phía hành lang cầu thang cũng đủ không gian để cho anh chị sử dụng. Với cái căn này là 40m2 anh chị nhé, lở hậu 3 tầng, thiết kế như thế này thì xét về ở, tiêu chuẩn ở thì không phải nghĩ, nhưng anh chị xét chung về toàn cục thì anh chị phải hình dung là một căn nhà thì có sân cổng để xe không, có lỗi phong thủy không, kết cấu công năng thì nó có phù hợp với nhu cầu của anh chị không. Đấy. Thì với 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, sân phơi, phòng thờ đầy đủ công năng, thì cũng là một cái điểm nhấn để cho anh chị lựa chọn căn này với giá tiền là 2,35 tỷ anh chị nhé. Vị trí tại Cát Dài là hướng Đông Tứ Trạch, cũng khá là ok đấy anh chị ạ. Đấy, căn này cổng ngõ đây. Đấy, bậc so với đường thì cũng hơi cao một chút, dắt xe đi lại thì anh chị cũng phải chú ý. Còn cái chỗ để xe thì nó cũng không được rộng lắm, nhưng mà vì 40m2 trong phố nó chỉ có vậy thôi anh chị nhá. Thì cái căn này thì đây cũng khá là ok. Đó. Rồi hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Nếu anh chị xem cái căn này anh chị thấy phù hợp với mình về công năng, về diện tích, về vị trí, thì anh chị xem video trước đi. Còn anh chị muốn xem trực tiếp, liên hệ với anh Minh, sàn bất động sản Ano Nhà Đất 365 03888 32303 hoặc là 09888 60616. Hẹn gặp lại anh chị ở những sản phẩm tiếp theo của bất động sản nhà và đất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhé.